Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến buổi online review số 61 về các phương thức tu luyện. Đây là một trong số các video thuộc chùm online review từ các bậc thầy tâm linh. Trong những cái buổi trước thì chúng ta đã biết về thế nào là các bậc thầy tâm linh, chúng ta biết về các mô hình bậc thầy tâm linh, rồi các mô hình tu tập. Và hôm nay thì mình sẽ nói về các phương thức tu luyện. Nếu các bạn có ý kiến hay có câu hỏi gì thì các bạn có thể viết ra ở phần comment ngay dưới video này. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là tu luyện là gì ạ? Ta có thể hiểu là tu luyện là một cái quá trình chỉnh sửa bản thân để hướng tới một cái tiêu chuẩn tốt hơn. Và cái tiêu chuẩn tốt hơn này thì nó không phải có một tiêu chuẩn chung chung nữa, mà mỗi tôn giáo, mỗi trường phái lại có các tiêu chuẩn khác nhau. Và những tiêu chuẩn này thì đều do những bậc thầy tâm linh quy định. Ví dụ như là với Kitô giáo thì đấy là đạt đến sự hoàn hảo như Thượng Đế ở trên trời. Và giống như Giê-xu đã nói là hoàn hảo như Cha ta ở trên trời. Hay là ở Phật giáo thì là sự giác ngộ. Cái quá trình tu luyện này thì không hề có điểm dừng, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có độ chuyên cần. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái giới hạn của sự giác ngộ hay là sự hoàn hảo ấy, nó với khái niệm rất chung chung mà gần như là không hề có giới hạn. Nếu như mà trong cái quá trình tu luyện mà ta nghĩ rằng là ok, chúng ta đã hoàn hảo rồi, chúng ta đã giải thoát rồi, chúng ta đã đạt đến chứng ngộ rồi, thế thì có thể nó là một ảo tưởng và chúng ta mắc kẹt ở trong những cái ảo tưởng đấy. Mình nghĩ là không ít người trong quá trình tu tập họ đã có một cái trạng thái như vậy. Thế nhưng mà cái trạng thái đấy ấy, nó không kéo dài, tu luyện nó phải rất là chuyên cần. Bởi vì nếu không ấy, thì chúng ta sẽ ảo tưởng, chúng ta bám chấp vào cái khoảnh khắc mà chúng ta đạt được trạng thái đấy. Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã đi hết cái chặng đường. Với cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là để đạt được một cái trạng thái giác ngộ hay là đạt đến trạng thái hoàn hảo hay là giải thoát trong một khoảnh khắc nào đó thì nó không phải là điều khó. Thế nhưng mà duy trì cái khoảnh khắc đấy, cái trạng thái đấy và tác động đến thế giới xung quanh chúng ta, chuyển hóa bản thân chúng ta thì nó lại là điều không hề dễ. Và một người thì có thể tu luyện dù cho là có sự hướng dẫn trực tiếp của các bậc thầy tâm linh hay không. Có nhiều người đến giờ thì vẫn có những cái suy nghĩ rất là cũ kỹ ấy, cho rằng là một người tu luyện muốn thành công thì bắt buộc phải có một bậc thầy tâm linh lúc nào cũng chỉ cầm tay chỉ dẫn. Thế nhưng mà mình thì cho rằng là trong một cái chặng đường tu luyện thì có thể có những giai đoạn chúng ta cần một bậc thầy tâm linh để chỉ dẫn trực tiếp, nhưng cũng có những lúc mà chúng ta không cần thiết đến sự chỉ dẫn trực tiếp ấy. Cũng có trường hợp mà họ không cần thiết phải có một bậc thầy để chỉ dẫn từ đầu. Ví dụ như là chúng ta có thể nhớ về câu chuyện của Lục Tổ Huệ Năng. Ông ấy không cần thiết phải có một bậc thầy tâm linh có chỉ dẫn ngay từ đầu để có được cái sự chứng ngộ của ông. Khi mà ông ấy còn hàn vi và ông đi làm thuê trong một cái nhà giàu đấy thì đã là sùng bái Phật giáo, và ông ấy nghe thấy tiếng tụng kinh Kim Cương thì ông ấy đã ngay là tức là ngộ được những cái giáo lý ở bên trong kinh Kim Cương và ông ấy giảng giải lại. Như thế từ trường hợp của Huệ Năng ta có thể thấy rằng là không nhất thiết phải có một bậc thầy tâm linh chỉ dẫn một cách trực tiếp. Vậy thì các bậc thầy tâm linh có thể hướng dẫn tu luyện ta theo cách nào? Thứ nhất phải kể đến cái cách mà phổ biến nhất, đó là hướng dẫn trực tiếp. Thường thì họ sẽ định hướng tư tưởng của chúng ta giống như cách Thích Ca Mâu Ni hay là cách Giê-xu hướng dẫn những người đệ tử của họ. Có thể hướng dẫn các phương pháp tu luyện, các giáo lý, các lối sống và chỉ bảo các sai lầm cho các đệ tử. Tuy nhiên là có một cách khác để các bậc thầy tâm linh có thể hướng dẫn tu luyện chúng ta mà không cần trực tiếp, đó là
qua những sách vở và băng đĩa. Thì thường qua sách vở và băng đĩa nó đòi hỏi cái khả năng lắng nghe và hiểu những điều mà các bậc thầy tâm linh nói một cách kỹ lưỡng, bởi vì chúng ta sẽ không có cái sự chỉ bảo trực tiếp của những bậc thầy ấy, cho nên nó đòi hỏi cái sự quan sát bản thân, cái sự tự giám sát bản thân của chúng ta nó mạnh mẽ hơn, tập trung hơn. Và đương nhiên là con đường tu luyện của những người mà tiếp thu một cách gián tiếp họ, nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà nó là một cái phương pháp mà chắc hẳn là sẽ được ưa thích bởi những người mà có tính hoài nghi cao và cái tôi rất là cao, vì họ sẽ rất khó để có thể phục một bậc thầy tâm linh nào đấy. Ví dụ như bản thân mình thì khi mà mình đi học, khi mà mình đi tìm những cái người mà có thể hướng dẫn tu luyện cho mình ấy, thì mình lần nào gặp mình cũng cảm thấy không vừa ý và rất là khó chấp nhận và rất hay nhìn họ với cái ánh mắt phán xét. Thế thì chi bằng trở thành một người, một đệ tử dưới chân các bậc thầy ấy, thì mình sẽ tìm cách học hỏi những cái điều hay từ các bậc thầy tâm linh ấy, và mình có thể tự tu luyện, tự giám sát bản thân. Và trong cái quá trình tự giám sát bản thân đấy thì mình nhận ra là mình vẫn còn rất nhiều những cái sai lầm, những cái lệch lạc trong suy nghĩ và trong lối sống, và mình sẽ tự hoàn thiện dần dần. Vậy thì thường thì các phương thức tu luyện sẽ như thế nào? Có 3 phương thức tu luyện, ở đây mình phân chia theo 3 thứ gọi là thân thể, năng lượng và tâm trí. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với thân thể. Các phép tu luyện thân thể thì nhằm mục đích là cấu trúc lại cơ thể, kích hoạt các dòng năng lượng và tạo sự cân bằng hài hòa. Thì chúng ta có thể thấy điển hình nhất là yoga. Yoga là một phương pháp tu luyện giúp cấu trúc năng lượng cơ thể một cách rất là toàn bộ. Ngoài ra thì chúng ta có thể biết thêm một số những cái phương pháp khác, ví dụ như là thái cực quyền hoặc một số những cái môn mà họ vẫn coi là võ công, hoặc là những cái phương pháp mà nhảy múa để đạt được một cái trạng thái cơ thể nào đó. Những người tu luyện cơ thể thì họ tin rằng là những cái tập luyện đấy có thể kích thích, kích hoạt tâm trí và khai mở thiên nhãn, giúp những người thực tập nhận thức được về thế giới khác. Từ đó mà họ có được sự hiểu biết và sự hòa hợp với vũ trụ. Thì trường hợp này, trước đây mình có lần có tập yoga Tây Tạng, thì đúng là khi mà thực hiện một số những cái phương pháp tập, một số những cái động tác yoga thì nó có tác động đến nâng xa số 6 và nó giúp mình có được một số những cảm nhận và những cái nhận thức khác so với cả những thứ mà mình biết trước đấy về thế giới của chúng ta. Phép tu luyện thứ hai chính là phép tu luyện năng lượng. Những người tu luyện năng lượng thì họ tu luyện cái cách cảm nhận, cách di chuyển các dòng năng lượng trong cơ thể và những dòng năng lượng ở thế giới bên ngoài. Thì chúng ta có thể thấy là một loạt những cái phương pháp tu luyện rất là phổ biến, như chúng ta đã biết, như là khí công, rồi tantra, nhân điện, chữa bệnh bằng năng lượng. Thì tất cả những phương pháp đấy thì đều nằm trong cái dạng thức gọi là tu luyện năng lượng. Thì thường những người tu luyện năng lượng thì đều sử dụng các dòng năng lượng tác động đến cơ thể vật lý và khai thiên nhãn để đạt được sự nhận thức, sự hòa hợp của vũ trụ. Chúng ta biết rằng là các phương pháp yoga hay là thái cực quyền thì là qua tu luyện cơ thể để có thể có được cái sự cảm nhận về năng lượng. Và qua những cái phép tu luyện, các thao, các động tác của cơ thể ấy, thì họ tác động đến dòng năng lượng. Nhưng mà những cái người tu luyện năng lượng ấy thì họ làm theo chiều ngược lại,
đấy là họ dùng năng lượng, họ cảm nhận năng lượng và họ điều tiết cái dòng năng lượng đấy để họ tác động ngược trở lại đến cơ thể và tâm trí. Và thậm chí là có những người họ dùng năng lượng mà họ có thể tác động đến cái thực tại xung quanh họ. Những người mà tu luyện năng lượng ấy, thì họ tin rằng là bằng cách thanh tẩy năng lượng bản thân thì họ có thể tác động thay đổi thế giới bên ngoài. Và thường thì họ cũng chủ động hấp thụ những cái dạng năng lượng được cho là tốt. Nên chúng ta thấy rằng là thường những cái người tu luyện năng lượng ấy, thì họ sẽ ưa thích chọn những cái nơi núi cao, rừng sâu, những nơi mà được gọi là linh thiêng hay là có năng lượng tốt ấy. Thì thường là họ vào đấy và họ hấp thụ những dạng năng lượng tốt như vậy. Loại thứ ba, phương thức thứ ba, đấy là phương thức tu luyện tâm trí. Những người tu luyện tâm trí thì họ tin rằng là những suy nghĩ có thể tác động thay đổi năng lượng vào cơ thể cũng như là tới thế giới bên ngoài. Đây là một cái phương thức tu luyện mà dùng suy nghĩ để điều tiết đến cơ thể và năng lượng. Bởi vì ở những cái người mà tu luyện tâm trí thì tin rằng là những cái suy nghĩ tích cực thì nó sẽ có những cái tần số năng lượng tốt hơn so với những suy nghĩ tiêu cực. Cho nên là nếu như bằng những cái suy nghĩ tích cực thì họ sẽ tạo ra những cái trường năng lượng, và đương nhiên là tạo ra một loạt những cái nghiệp tốt để tác động thay đổi thế giới bên ngoài. Chúng ta thấy rằng là trong một số tôn giáo và một số những cái giáo phái thì họ sẽ có những câu chỉ chú này, họ có những câu cầu nguyện này, những cái lời cầu nguyện này. Tất cả những cái lời chỉ chú hay những cái lời cầu nguyện này thì nó tạo ra một thiết lập về suy nghĩ ở trong tâm trí. Và cái thiết lập suy nghĩ đấy nó tạo ra các sóng năng lượng tác động đến thế giới bên ngoài, đồng thời là tác động cái sóng năng lượng đấy nó cũng và cái thiết lập tâm trí đấy thì nó cũng giống như một cái phương thức tự chỉ ám thị để tác động đến ngay cả với người đang thực hành. Và những cái người tu luyện tâm trí thì họ rất là coi trọng cái sự đả phá tư tưởng. Những suy nghĩ tích cực thôi chưa đủ mà họ còn muốn rằng là họ thoát được khỏi cả cái sự suy nghĩ đấy. Bởi vì ngay cả suy nghĩ tích cực hay tiêu cực thì nó cũng đều là những cái định kiến ấy. Vì thế cho nên là họ cũng coi trọng cái sự đả phá tư tưởng để họ đạt đến một cái trạng thái tự do cao hơn. Như thế thì tu luyện tâm trí còn có thể là để loại bỏ các định kiến trói buộc bản thân và những cái suy nghĩ lãng phí không cần thiết trong cuộc đời chúng ta, những cái phản ứng của bản thân đối với những cái tác động từ bên ngoài. Giống như là ông Trần Nhân Tông ấy, ông ấy nói câu là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là đứng trước mọi cảnh tác động đến mình nhưng mà tâm mình đạt đến không thì cần gì hỏi đến thiền. Thì cái sự tu luyện mà để đạt đến cái trạng thái vô tâm đấy ấy, thì chính là một trong những cái mục đích của tu luyện tâm trí. Những người tu luyện tâm trí thì thường hướng tới cái cấp độ cao nhất là giải thoát khỏi mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình để đạt đến một cái sự hòa hợp với vũ trụ. Thế nào hòa hợp với vũ trụ thì ở đây là một điều vô cùng khó để có thể diễn đạt bằng lời, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng là con người chúng ta ấy thì bị ảnh hưởng bởi một loạt những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc. Chúng ta bị giằng xé trong những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc đấy. Thì những người tu luyện tâm trí họ mong muốn rằng là những cảm xúc và suy nghĩ đấy nó không còn là những thứ kiểm soát được bản thân họ nữa. Thế nhưng mà
mà theo như mình nghĩ thì cái phương thức tu luyện tốt nhất là sự kết hợp của ba phương thức mà mình kể trên. Đó là kết hợp của thân thể, của suy nghĩ, của năng lượng. Bởi vì nếu như mà một trong ba cột trụ này bị gặp vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phương thức tu luyện kia. Ví dụ như một người tu luyện về cơ thể nhưng mà cái nhận thức của họ không hề được khai mở, cái nhận thức của họ kém, họ vẫn nhiều định kiến, thì cái sự tu luyện cơ thể đấy ấy, họ bám chấp vào cái cơ thể này và họ sẽ không bao giờ có được những cái nhận thức cao hơn. Còn những người mà tu năng lượng, nếu như mà không có được cơ thể tốt thì chính bản thân cơ thể của họ cũng không chịu được những dòng năng lượng tác động đến và không chịu được những cái sự xung đột giữa các dòng năng lượng tác động đến bản thân mình. Và nếu như mà những người tu năng lượng lại thiếu đi cái sự tu tâm dưỡng tính thì họ sẽ bị sa vào quyền năng. Những người tu tâm nếu như mà không có một cái sự kiểm soát cơ thể tốt thì những cái bệnh tật khi mà tấn công vào cơ thể của họ thì nó sẽ bắt đầu nảy sinh những cái xung động về cảm xúc, về suy nghĩ và nó làm cản trở cái quá trình tu luyện về tâm trí. Vì thế nên sự kết hợp ba phương thức chính là cái sự kết hợp tu luyện hoàn hảo nhất. Các bạn nhìn ở đây là một hình ảnh không phải của cô vũ nữ đâu, đây là một bậc thầy Sufi. Ở trong thời cổ thì những người tu luyện theo giáo phái Sufi ấy, thì họ chỉ là nam giới thôi, nhưng mà ở trong xã hội hiện đại thì họ có thể là nữ giới. Ở đây mình lấy một hình ảnh một cô gái đang luyện tập theo phương thức Sufi. Thì cái phương thức Sufi này, một phương thức có thể gọi là mật tông của Islam. Chúng ta chỉ biết đến Islam là một đất nước, chúng ta chỉ biết đến Islam là một cái tôn giáo cực đoan, nhưng mà chúng ta không biết rằng là có một cái giáo phái ở trong số những cái giáo phái của Islam, họ tu luyện để họ đạt tới tự do. Phương pháp này, trong phương pháp này thì những người tu luyện ấy sẽ nhảy múa. Họ nhảy múa và theo như ông Paulo Coelho, tác giả của nhà đại kim, nói rằng là trong cái quá trình họ nhảy múa thì linh hồn của họ ngụ ở trong thân thể của họ, trong đôi chân của họ, và bắt đầu từ đấy thì có những cái sự hòa hợp ở trong các dòng năng lượng, cảm nhận các dòng năng lượng, họ di chuyển theo sự hòa hợp các dòng năng lượng và những dòng năng lượng đấy giải phóng họ khỏi những cái suy nghĩ tầm thường, đời thường. Ngay sau khi mà cái cuộc nhảy múa kết thúc thì ở trong sự tĩnh lặng âm nhạc, trong sự tĩnh lặng của tâm trí thì những lời ca và những cái lời thơ sẽ bay bổng. Những cái lời ca và những cái lời thơ đấy chính là những cái phần suy nghĩ vụt sáng lên, những suy nghĩ tích cực, dòng suy nghĩ đẹp nhất xuất hiện trong đầu và tạo nên những cái rung động tốt. Và cũng dần dần như thế thì những người tu luyện Sufi sẽ đạt được một cái sự giải thoát, một sự thăng hoa, một sự hợp nhất với vũ trụ. Mới đây thì Book Hunter có xuất bản một quyển sách của bậc thầy Sufi, đấy là ông Rumi. Thì ông ấy cũng viết rất nhiều bài thơ về sự quay vòng này. Mình sẽ đọc thử cho các bạn nghe một bài thơ về sự quay vòng của Rumi nha. Tôi đứng lên và tôi độc nhất này lại hóa thành cả trăm cái tôi. Họ nói tôi xoay quanh bạn. Thật vô lý, tôi xoay quanh tôi. Hoặc một bài thơ khác về sự xoay vòng cũng của Rumi. Nhảy đi nếu bạn đã vỡ tung ra. Nhảy đi nếu bạn đã xé rách băng quần. Nhảy giữa cuộc tranh đấu. Nhảy trong dòng máu của bạn. Nhảy đi khi bạn hoàn toàn tự do.